Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, tôi lại có khoảng 3.000 tỷ để build một đội hình mới. Và ở đây bác chủ đã có hai con hàng cột cán rồi. Mandini Icon, một con hàng cực khủng ở hàng thủ, và có cả Torres ở hàng công. Có nghĩa là chúng ta có hai lựa chọn. Và bây giờ thì anh em mình sẽ đến với một đội hình của AC Milan mạnh nhất tầm tiền này nhá. Thật với anh em tầm này tôi build AC Milan. Rồi, ưu tiên bạn ấy bảo là ưu tiên cộng 5 đúng không? Và nhặt được con nào dễ mua là vụt luôn nhá anh em nhá. Nhặt được dễ mua là vụt luôn đấy nhá. Tầm này là có hàng là vụt luôn đấy. Seva sao bây giờ rẻ vậy? Má, con Seva định lấy nó mà. Thôi cái bài tập cho em lại nhá. Bố mua này vậy. Ronaldinho mùa này mua được không? Anh làm cho em bài tập nữa. Ronaldinho mùa này đã mụ đá được luôn đấy. Sau đó có tí Alba vào nghe cũng đẹp ví đấy em ạ. Làm tí Alba giống anh đấy. Con MLD này có mua được không? Kepo UT, thực ra nếu mà không về con kia thì anh em lấy con này nhá. Không lấy Shevchenko được thì anh em lấy Kepo vậy. Fuche này cũng được nhá. Fuche form 5 là quá đẹp. Nhưng mà tôi nghĩ là hàng công tôi nghĩ cũng phải nó phải ra gì tí. Làm tí Alba nhá. Sao gần đây cảm giác thích thằng Alba này thế không biết. Ô có Kaka bây giờ giá cũng rẻ nhở. Kaka bây giờ giá nó ngon thế nhở. Cái vị trí của Alba đang hoài nghi quá nhá. Từ. Bách đi lấy con bách đá trụ nhá. Mày thích cộng 5 lấy con bách đá CDM đi. Phải làm tí 8 đi. Một tí 8 để nó cân đối lại đội hình này. Để nó đỡ lương đi. Một con 8 đi. Essen hoặc Rijkaard này là đẹp. Hay là tí Gullit nhở. Gullit mùa này đi. Đéo gì. Vụt. Thực ra tôi thích Leta nhất rồi. Leta đá cặp cùng với con này là khá vị đẹp. Leta có mùa nào vừa vặn không nhở. Leta Mandini đá nó đẹp luôn đấy. Gullit HD cần từ mua Gullit sau đã nhá. Thực ra trò cưng Vieira tôi nó vừa xuất hiện đội hình kia rồi. Thực ra là cái form cộng 5 thì đội hình này cũng không có mấy nha. Có Tomori với Neta là vừa vặn này. Tomori mùa này đúng là vua con mẹ luôn đi chứ. 709. Nó đá nhanh hơn Neta nhiều lắm đấy. Thế thôi lấy Tomori cho chắc cái bài nhá. Thế bây giờ phải cân đối giữa đôi giữa như thế này nó cũng đau đầu nha. Dinho dứt điểm chưa tới 100 á. Thế nào? Dinho này sao dứt điểm chưa tới 100 à? Thế nào? Ơ! Con mẹ mày sao Dinho mùa này dứt điểm yếu vậy? Sao mùa này bị thọt dứt điểm luôn à? Chưa chắc đã giòn thật anh ạ, chưa chắc đã giòn thật. Tôi đi nhôm mỏ đi vậy. Hay là tí Baresi đổi mới à? Baresi à? Baresi 1m76 à? Tôi nghĩ anh em mình là con The Shiny này đẹp này. Nếu mà bóp thủ là con The Shiny là đẹp nhất. Còn đâu cánh thì nói chung cánh thì các bạn cứ dập khuôn các bạn chơi mấy con này thôi. The Six rồi với cả là Jambota là đẹp lắm rồi. Và quen form thế là đẹp thôi. The Six hoặc là Kanunu là được rồi. Thực ra là cái đội hình AC Milan này mấy cái form đá cánh nó cũng chỉ cần như thế thôi. Dễ đơn giản. Tôi cứ mua tạm xem được còn bao nhiêu tiền nữa nhá. Tôi muốn là các vị trí nó cũng khỏe. Thủ môn cũng phải là con 8 nữa. Đấy, tôi mua mấy con này bắt buộc phải có này. Đó, ít nhất là Lopez này. Đó. Rồi mình cân lương cho bác chủ này. Rồi ok lên nhá. Lên cái hình nào. Torres. Mandini à. Mùa này này, Icon này lâu lâu chưa được đá này. Giờ cũng nhỏ nhỏ, 116 giờ cũng nhỏ nhỏ. Thậm chí không bằng con Seva cái mùa như kiểu UT này nó vả vào đầu luôn đấy chứ nhở. 117 luôn này. Mùa thường nguyên nó còn đè lên đầu luôn. Bách đá đây được rồi, bách các bạn đá đây là yên tâm rồi. Quan trọng là anh em thích ai thôi. Tôi muốn có con Kaka ở đây này. Kaka vào đây này. Rồi cứ mua trước đã nhá. Mua min đã xong xem cân tiền đấy mà. Con này cố tầm 925 tỷ nhá. Tạm thế đã nhá. Mấy con cánh thì tôi vẫn mua hết rồi này. Tạm vào đây. Thủ thành Lopez à. Rồi. Bây giờ nhá, chúng ta đang thiếu một con trung vệ. Tôi đang muốn Alba bên này quá anh ạ. Alba thì cũng được. Tôi đành phải tí Alba nhá. Mua kia thì hết tiền mất. Thì Alba bên này thì anh em mình lo mấy cái vị trí kia nữa chứ. Con đấy mua được không? Thôi đi, anh thấy con đấy không mua được chứ sợ không mua được. À mua được à? À chạy được không nhở? Tôi nghe đồn con này đá nghe ổn lắm đây mà. Có khi phải dí nuôi vào nó nữa nhở. Và Kutis. Nghe anh em làm tí Verdi nhá. Được chưa, làm tí Verdi. Bây giờ một con tiền vệ và một con trung vệ. Hay làm tí trò cưng nhở. Trò cưng UT tôi đá ít. Rijkaard cũng được. Rijkaard Gullit đẹp. Ơ chưa đặt Verdi à? Thế này làm đéo còn tiền đâu. Bỏ ba chứ quên. Bỏ ba. Lấy Verdi này. Hay làm tí Vieira UT nhở. Mẹ trò cưng của tôi. Thực ra mùa này cũng là mùa ghê đấy chứ. Vieira UT còn khỏe hơn cả mùa Vieira kia cơ à. Thật sự anh em phải có tí trò cưng đấy. Thật sự với anh em đấy. Phải có tí trò cưng mới mang lại cái độ thép ở đội hình này.
Được chưa anh em ơi? Có lẽ là đôi cánh phải 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 từ từ hoãn lại nè. Thủ môn hoãn lại nhá. Chơi form 5 này là vấn đề nó đang đâm đầu đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ giảm thủ môn này đã. Bây giờ một con trung vệ, bây giờ cũng còn khá nhiều lương, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà anh em mua một con 80 CB này thì nó ổn hơn này. Thì tôi nghĩ là cái phương án The Zaini này là phương án cực kỳ hợp lý cho anh em. Các bạn yên tâm nhá, The Zaini này đá được luôn đấy. 500. Hiện tại là mình còn chưa mua hai con cánh này này. Một cánh trái cánh phải còn chưa mua, không có tiền mua thế nào dở hơi. Còn là Rijkaard MC các bạn là trung vệ cũng được nhá. Rijkaard MC cũng là một phương án đá hay ở đây. MC nó đá ngon rồi các bạn ạ. MC đá CB cũng ngon nét rồi, 400. Thằng này chạy nhanh vô cùng luôn. Nhìn MC nó hơi hơi gọi là cũ hơn một tí thôi, nhưng mà cái giá trị sử dụng nó vẫn còn nguyên. Nguyên vẹn. Thì mình còn tiền không nhỉ? Còn 300. Nếu như vậy anh em nó có Pepe Reina ở đây là đẹp. Cái sườn nó sẽ như này. Hiện tại Verdi sẽ là cái chất riêng, một cái tí chất riêng cho cái đội hình này. Hơi thiếu tí 8 nhỉ? Vẫn thiếu một tí 8 ở đây đấy. Thôi là con Zambota này tôi nghĩ là anh em mình sau này là mua 8, những cái tài chính của mình không biết là liệu có đủ không nữa. Mua con thủ môn trước ấy. Pepe Reina mùa này mua được nhá, 80 tính thanh khoản con này rất là cao. Con này chắc chắn một suất đá chính rồi. Kanunu bên phải. Nhưng mà nếu cái trường hợp mà Shevchenko này không về được các bạn ạ, nếu cái trường hợp không về được nhá, thì anh em phải đổi sang C3MC8 mất. Thì mình thoải mái hơn một chút, thủ môn có thể nâng lên tầm 16 luôn. Thực ra lương thì các bạn có để đấy cũng được, chả sao đâu. Mình chắc chắn phải mua thêm một hai con dự bị để có thể thay đá cánh nữa. Còn con Zapota tôi mua cuối các bạn nhé. Con này tôi sẽ mua sau cùng. Nếu mà ít tiền thì các bạn có thể mua con này cộng 6 đá tạm trước thôi. Sau đó mình tính tiếp. Hoặc là mua con The Signio thôi đúng. Mình để tiền để mình mặc cả đã. Vì đội hình này mình muốn những con hàng người cột cán nó sẽ về đầu tiên. Shop thẻ 365.com, web bán thẻ chiết khấu cao lên tới 7%. Anh em còn có thể đổi cả thẻ cao sang tiền mặt một cách an toàn và uy tín nhất. Link chi tiết dưới phần mô tả. Rồi, sau một ngày trở lại thì những con người của AC Milan mình muốn mang về đã có mặt ở đây rồi. Manini và Torres là hai con hàng đã có sẵn và những nền móng xung quanh anh. Hàng thủ mình thấy khá đẹp khi bà đã cưới được Nesta của bộ cap 8 về đây. Để đá bên cạnh là Mandini, bên phải là De Signio và bên trái là Zambota. Bộ tứ thủ mình thấy rất đẹp và cũng có một sự đầu tư rất lớn dành cho bộ tứ phòng ngự này. Cực kỳ yên tâm các bạn nhé. Nói chung hàng thủ này mình thấy rất giáp luôn. Cao hơn một chút chúng ta sẽ có Rijkaard đá tiền vệ phòng ngự với mùa MC8. Và ở đây bác chủ có một chút sự thay đổi nhẹ khi mà có thêm cả Kanhanoglu dành cho hệ thống này. Đây là mùa 23 TS. Thực ra cái lựa chọn này mình không đá nhiều lắm. Ban đầu mình muốn có trò cưng cơ. Nhưng mà cuối cùng thì bác chủ sẽ lựa chọn một cái tên mới lạ hơn để trải nghiệm là Kanhanoglu. Beckham khi này sẽ đẩy sang bên cánh phải và cánh trái là Ronaldinho. Việc Ronaldinho xuất hiện ở đây có lẽ là bác chủ muốn có đủ 8 con hàng, muốn có đủ 6 con hàng cộng 8 để búp cho team vàng là 4 chỉ số. Hàng công vẫn có Torres và cái vị trí này mình muốn là Shevchenko của bộ UT cơ. Mình không muốn có Gullit ở đây nhưng mà có lẽ là không săn nổi Shevchenko nên bác chủ đang có Gullit đi để trở về. Nói chung cơ bản đây cũng là một hình có thể nói là ok. Đặc biệt là hàng thủ với những sự nâng cấp rất đáng giá. Và đội hình này hoàn toàn có thể chơi lâu dài với hàng thủ các bạn nhé. Và bây giờ là sự trải nghiệm. Rồi đá rồi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình AC Milan này. Một bàn đầu tiên. Và đó là Fernando Torres. Tốc độ của Ruud Gullit. Gullit mùa chạy nhanh nhờ. Chạy nhanh nhờ. Ui vãi. Beckham kìa. Rồi Rijkaard. Trọng. Hay quá nhờ. Beckham. Cái đầu này là của Dinho. Trời ơi, vẫn chưa đánh đầu được kìa. Rồi Torres. Đỡ hộ. Mê nhờ. Torres nó giao quả DD thì đúng là căng đét luôn. 1-0 dành cho AC Milan. Torres. Khó nhờ. Để ngăn cản được Ruud Gullit là điều không thể. 2-0 dành cho Milan rồi. Ôi à. Cái bàn thắng kìa cay điên luôn mà. Sao lại có thể ghi bàn được nhờ. Torres. Ủa. Dã ba Torres lại cứu hay được như vậy nhờ. 3-1. Cái đầu.
Cái đầu của ai đây? Dinho. Khó thế nhờ, bẫy thật nó tả kìa. Quả đầu của Dinho cũng rất có lực trong pha bóng này. Rồi Kanhanokno. Kanhanokno. Ui thằng ấy cứa ghê thế nhờ. Rồi ok, Gullit. Gullit nhẹ nhàng này thôi mà. Việc gì phải tao to búa lớn làm cái gì cả. Gullit thực ra thì cộng 5 nó đã được rồi anh em ạ. Tầm khoảng 100 tỷ nó vẫn luôn là một lựa chọn best ở cái vị trí này. Rồi Raika vung của FD này. Vung của FD này. À, lệch thế. Hay. Rồi đi nhô. Bay hay ghê nhờ. Bay kham. Xoài hay đấy nhờ. Xoài hay thế nhờ. Bay kham đi bóng rất khó chịu nhờ. Mà bay kham mùa DC ấy cực kỳ khỏe các bạn. Rồi đây bay kham kịp không nhờ. Bay kịp điên luôn như gì vậy. Bay kham. Bay kham. Bay kham. Thế. Đi nhô. Cái gì vậy? Chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản được Ronaldinho với pha FD khủng khiếp này. Đỡ hộ cái. Đỡ hộ cái. Gì khôn thế nhở? Thủ môn ngoài đấy hình như di chuyển đúng không? Di gôn đúng không? Gullit nó chích quả bóng nhìn tinh tế điên luôn mà. Zigon à, Zigon à. Này thì Zigon của chúng tôi. Cay thế người sút ra ngoài luôn mà. Đuổi hộ. Đuổi hộ. Đuổi hộ. Đuổi hộ. Không có bên đi à? Rồi, Beckham. Tốc độ của Beckham. Beckham. Rồi ok, cái đều đầu này. Mày đó. Đúng vỡ đầu là có thật. Sợ thật, cái lực. Lực sút của thằng Beckham nó kinh khủng thật. Không thể đỡ nổi luôn mà. Cũng không rất gần nha. Ôi. Thôi mẹ, phải đi ẩu quá luôn đi. Mày đó. Trời ơi, nhẹ thế. Rồi đi nhô. Tốc độ đi nhô. Tốc độ của Juan đi nhô. Đỡ hộ cái. Đỡ hộ cái. Không kèm, nó bắt bài tôi luôn mà. Một mình Dinho làm đủ nhiệm vụ này. Kanhanokno. Gullit đẹp quá nhở. Ây à. Ây à. Vẫn bước đầu được thằng con kia. Rồi Beckham. Beckham. Cái đầu của Gullit này. Cái đầu Gullit này này. Ây à. Vai trưởng vẫn bắt được quả đấy á. Tỏi này bắt hay đấy. Trời ơi. Rồi Beckham. Đỡ được lần nữa không? Và đó là pha dứt điểm của Kanhanokno để đánh bại thủ bóng Courtois sau rất nhiều những pha mà Củ Tỏi đã cản phá được. Luôn à. Con mẹ Anthony sút khê đấy nhở. Ronaldinho. Ronaldinho. Dinho. Rồi. Mẹ nó víu mình lại không sút nổi luôn mà.